Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé Wendy Phạm, con gái ruột Phi Nhung Livestream bằng tài khoản Facebook của Chi Di Phương Trinh Giao lưu cùng khán giả Wendy cho biết từ khi Phi Nhung qua đời Một số kẻ xấu lợi dụng sự quan tâm của khán giả dành cho cố nghệ sĩ Theo dệt những tin đồn về mẹ cô Khi mẹ mất Tôi chịu nhiều áp lực tinh thần rối loạn. Tôi trải qua đủ mọi trạng thái, buồn, tức giận, bối rối. Do đó, tôi không quan tâm tới những tin đồn. Tuy nhiên, nếu mẹ còn sống như một số người nói thì tôi sẽ vui. Tôi không biết vì sao có tin đồn này nhưng khẳng định 100% mẹ đã mất rồi. Nếu mẹ còn sống thì mẹ cũng không giấu vậy đâu, bởi mẹ tôi không thích ai phải buồn vì mình. Mẹ chỉ muốn mang đến cho mọi người tiếng cười niềm vui thôi nhất là với tôi mẹ không bao giờ muốn làm tôi khóc nếu mẹ còn sống mẹ đã về với tôi và khán giả của mẹ rồi mẹ đã mất thật rồi wendy nói tiếp lời wendy chi di phương trinh nói không ai làm đám tang cúng thất từ tuần này qua tuần khác cho một người còn sống cô khuyên khán giả khi xem bất kỳ video nào trên youtube cũng nên suy nghĩ chất lọc thông tin có nhiều youtuber hiện dùng chiêu trò lan truyền thông tin thất thiệt để câu view. Đã tránh không nhắc đến việc này nhưng có nhiều khán giả vẫn hỏi về tin đồn Phi Nhung còn sống nên hôm nay chúng tôi mới đưa ra câu trả lời một lần cho rõ. Những tin đồn như vậy chỉ khiến gia đình thêm đau buồn thôi, nữ ca sĩ chia sẻ. Phi Nhung nhiều lần bị lợi dụng để trục lợi khi gặp nạn. Đầu tháng 9 một tài khoản Facebook tiết lộ bệnh tình của Phi Nhung trở nặng và kêu gọi quyên góp tiền để cô điều trị Covid-19. Người này đưa ra hai số tài khoản nhận quyên góp, trong đó có tài khoản của chính mình và hứa công khai minh bạch số tiền kêu gọi được. Tuy nhiên, người thân của Phi Nhung khẳng định không kêu gọi ủng hộ cho cô trong quá trình điều trị Covid-19. Sau khi Phi Nhung qua đời, một số kẻ xấu lập các tài khoản, fanpage giả mạo dưới tên Wendy Phạm con gái Phi Nhung. Những trang này dùng hình Phi Nhung làm ảnh đại diện, chia sẻ những khoảnh khắc của giọng ca bông điên điển bên con gái. Họ lợi dụng chuyện Phi Nhung mất để kêu gọi quyên góp, ủng hộ. Hôm 12 tháng 10, Wendy Phạm cảnh báo trên trang cá nhân, gần đây có nhiều tài khoản giả mạo được lập ra dưới tên Wendy Phạm. Những tài khoản này bị báo cáo nhưng vẫn hoạt động xin mọi người cẩn thận vì những tài khoản này đang dùng danh nghĩa mẹ tôi để trục lợi như xin tiền hay kêu gọi đóng góp từ thiện sau khi mẹ mất wendy hàng ngày lên chùa thắp nhang cầu nguyện cho mẹ cô bận rộn chăm hai con nhỏ nên không có thời gian buồn phiền suy nghĩ tuy nhiên khi đến tối một mình ngồi xem lại hình ảnh và video của mẹ cô không kìm được nước mắt wendy nói nhiều lần cô tự hỏi bản thân liệu đây có phải sự thật Xong, cô biết mẹ không thích con gái khóc nên tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, cười nhiều hơn để mẹ ra đi thanh thản. Hiện, Wendy dành hết thời gian cúng kiếng cho mẹ. Cô cho biết sau 49 ngày của mẹ, nếu không đi làm, cô sẽ ở nhà chăm hai con. Lúc trước, mẹ xót lắm nếu tôi phải gửi con đi nhà trẻ. Mẹ cứ bảo để mẹ qua chăm cháu. Giờ không có mẹ nên tôi sẽ tự lo cho con, cô nói. Bên cạnh đó, Wendy cũng lập fanpage và kênh youtube để chia sẻ những kỷ niệm về mẹ. Cô mong khán giả cảm nhận tình yêu thương, nụ cười của cố ca sĩ bên gia đình thay vì buồn bã trước mất mát lớn. Cô vui vì vốn tiếng Việt của mình tiến bộ hơn gần đây. Nhờ đó, cô có thể đọc những bức thư tay, email của khán giả bày tỏ tình cảm với mẹ. Phi Nhung mất lúc 12 giờ 15 phút trưa 28 tháng 9 tại bệnh viện Trợ Giẫy, thành phố Hồ Chí Minh sau một tháng rưỡi điều trị COVID-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô sinh năm 1970 tại Sa Lai trước khi sang Mỹ định cư, nổi danh với các ca khúc bông điên điển, còn thương rau đắng mọc sau hè. Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, cô về nước ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật phi nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện ca sĩ phi nhung đã rời quê hương trên một chuyến bay đặc biệt mà cô không muốn và cũng chẳng ai muốn như vậy cô đã sống và cống hiến bằng trái tim tấm lòng của nhà phật và đã về với cõi phật từ nay sân khấu dòng nhạc chữ tình việt đã vắng bóng cô ca sĩ đa tài đa cảm đa đoan và đa mang Xưa nay ít thấy ca sĩ gốc Việt nào qua đời mà hàng loạt các ngôi chùa từ trong đến ngoài nước đã làm lễ cầu siêu để tưởng nhớ, tưởng niệm như ca sĩ Phi Nhung. Và cũng hiếm có ca sĩ nào khi nằm xuống đã khiến cho biết bao người khóc thương cô. Ngay từ lúc sinh ra, Phi Nhung đã gặp bất hạnh là không biết bố là ai. Đến năm 8 tuổi thì mẹ mất vì một tai nạn, bố dượng sau đó lấy vợ khác. Mất thêm một điểm tựa, Phi nhung phải đưa năm em rời Cam danh về Pleiku sống, thay mẹ nuôi năm em nhỏ cùng mẹ khác cha. Đó là những quãng đời trong một tuổi thơ sớm chịu nhiều khổ đau, mất mát và cơ cực, sống những năm tháng lạnh lùng tình thiếu vắng tình yêu thương của đứng sinh thành. Phi nhung trở thành ca sĩ không trải qua một trường lớp đào tạo nào. Nhờ giọng hát trời phú, cô đã vươn lên khẳng định mình để mưu sinh và cống hiến. Từ khi sang Mỹ theo diện con lai. Trước khi đi hát cô đã làm đủ nghề. Cái nghề thợ may đã giúp cô từng bước khẳng định bệ phóng vững chắc trước khi sang nghiệp cầm ca. Như một cái duyên để cô may vá áo quần và sau này, cô đã may vá luôn những mảnh đời bất hạnh, khâu lại những vết thương lòng và làm lành lặn những cuộc đời. Làm mẹ đơn thân lúc 20 tuổi nơi xứ người càng gian nan, vất vả. Để có những ca khúc đầu tiên ra đời khi cô không hề được đào tạo bất cứ nốt nhạc lý nào. Cô đã khổ luyện, vào các studio tập học sướng âm, hát theo giọng Bắc để theo đuổi dòng nhạc trữ tình, tập hát thật tròn vành, rõ chữ. Cô vừa hát, tự thu, tự in đĩa và cũng tự đi tiếp thị bán đĩa của mình cho một trung tâm ca nhạc lớn ở hải ngoại suốt 7 năm trời mới có hợp đồng chính thức. Trong nhiều ca sĩ gốc Việt ở hải ngoại, Phi Nhung là ca sĩ thể hiện thành công nhất, sâu sắc nhất xúc động nhất nhiều bài hát chữ tình về miền tây nam bộ phi nhung đã hát về quê hương bằng đúng chất giọng nam bộ với chiếc áo bà ba khăn dần quen thuộc của miền sông nước với mở đầu những câu hò thiết tha sâu lắng chỉ có một tình yêu sâu sắc với quê hương với nguồn cội mới giúp cô có thể hát như rút ruột các ca khúc chữ tình chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả như vậy tôi tin rất nhiều người trong cộng đồng người việt đang ở xa tổ quốc vì mưu sinh Bỏ tổ quốc vì nhiều lý do khi nghe Phi Nhung hát những ca khúc về quê hương sẽ gợi cho họ sự thổn thức, nhớ Nhung muốn trở về với quê nhà. Năm 2005, Phi Nhung về nước biểu diễn và bắt đầu một hành trình hát để thiện nguyện từ tâm nguyện. Hát để kiếm tiền làm từ thiện, hát bằng một tấm lòng của một Phật tử. Năm 2007, cô thành lập trại trẻ mồ côi tại chùa Pháp Lạc, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước và bắt đầu nhận nuôi 13 đứa con mồ côi và cho đến thời điểm trước khi cô mất cô đã có 23 người con nuôi. Là một ca sĩ xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng, cô đã hy sinh nhiều thú vui của đời thường và cả một mái ấm hôn nhân gia đình để dồn hết thời gian, tâm sức, dồn hết tình thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Cô đã chọn sống độc thân để nuôi đàn con vì cô cũng đã từng là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ nên thấu hiểu nỗi đau khổ, sự thiệt thòi của những trẻ em mồ côi. Cô nuôi các con, làm mẹ của nhiều đứa con, dạy dỗ và trao gửi tình yêu thương cho các con để bù đắp cho những đứa trẻ thiệt thòi. Song đó cũng là cách để cô tự chữa lành những vết thương lấp đầy những trống vắng, nỗi đau của bản thân với những ký ức tuổi thơ cô đơn và bất hạnh. Điều mà tôi thấy cách thiện nguyện của cô rất khác so với nhiều người khác. Không thông qua các tổ chức mang tên thiện nguyện, không ồn ào, ầm ĩ trên truyền thông báo chí, không gửi một cục tiền cho người khác làm thiện nguyện hộ mình. Nuôi một đứa con đẻ đã không hề đơn giản, đằng này nhận nuôi 23 đứa trẻ mồ côi, kêu mang, nuôi nấng, dạy dỗ khi các con mới chỉ mấy tháng tuổi, nếu không có tình yêu thương như biển lớn, cô không thể làm được. Cô đi hát mở thêm các nhà hàng cơm chay, làm mọi thứ cũng chỉ để có tiền nuôi các con nuôi, để làm thiện nguyện trong cộng đồng. Các con nuôi của cô được đi học ở trường tư với chi phí cao, được có xe đưa đón và được cô dạy dỗ trao truyền nghề hát cho những bé có năng khiếu. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam, cô không nỡ nhìn đồng bào mất mát trong khổ đau, không đành rời quê hương về Mỹ để bảo toàn và an toàn. Phi Nhung đã ở lại đã lăn xả, xông pha thân mình giữa Sài Gòn trong tâm dịch đầy nguy hiểm. Cô góp cho quỹ vaccine, đóng góp mua máy thở, chở gạo, rau cho người nghèo, sắn tay tham gia nấu bếp ăn tình thương, mang cơm đến những người vô gia cư. Có nhiều lần Phi Nhung đã tâm sự, thở ấu thơ cô có một trong ba ước nguyện, làm thợ may giỏi, làm ca sĩ hát hay và trở thành dư cô. Cả hai ước nguyện đầu, Phi Nhung đã làm tốt. Ước nguyện thứ ba để trở thành sư cô giúp đời thì Phi Nhung đã không còn cơ hội nhưng cô đã là một Phật tử mang nhiều thiên chức thiêng liêng. Cả cuộc đời đầy khổ cực của cô như một con tầm rút ruột nhà tơ, cả một cuộc đời nhiều rông bão nhưng đầy ý chí và niềm tin để vượt khổ, lập thân, lập nghiệp để thánh danh. Cô đã thay mẹ nuôi năm em khôn lớn, mua đất, làm nhà cho các em. Cô đã tảo tần nuôi nấng con gái ruột Quyên đi phạm trưởng thành. Cô đã thay đổi kiêu mang nhiều thân phận mồ côi và nhiều người con nuôi của mẹ Phi Nhung bây giờ đã chọn và đang đi vững chắc trên con đường nghệ thuật mà cô dẫn đường. Đó là những lý do để cắt nghĩa tại sao sau khi nghe tin cô bị nhiễm COVID-19, rất nhiều người đã lo lắng và cầu nguyện cho cô mau khỏi. Nhưng số phận một lần nữa đã không may mắn với cô. Cô ra đi đã kết lại một hành trình thiện nguyện bằng thiện tâm còn dang dở cô đã ngoan cường chiến đấu để giành giật sự sống đến hơi thở cuối cùng ở bệnh viện trợ giấy khi biết tin phi nhung tắt thở hàng triệu khán thính giả trong và ngoài nước mến mộ cô đã bàng hoàng các đồng nghiệp đã rất sốc và thương nhớ cô rất nhiều chùa đã tổ chức lễ tưởng nhớ tưởng niệm cầu siêu cho linh hồn của cô họ khắc phục cô ở tài năng và tất cả những công hiến cho nghệ thuật chân chính cho quê hương họ kính quý cô ở ý chí vượt khó vượt khổ để thành danh. Họ cảm phục và biết ơn cô ở tấm lòng nhân hậu, yêu thương. Và họ thấy vô cùng nuối tiếc đau xót vì không còn thấy một ca sĩ phi nhung tài năng, một Phật tử phi nhung với đức hy sinh vô bờ bến trên cõi đời này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.